Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Vào tháng 1 năm 2013, Elisa Lam đi từ San Diego đến thành phố Los Angeles bằng tàu. Đây là một trong những điểm dừng chân của cô trước khi đến bờ Tây nước Mỹ. Đây là chuyến du lịch một mình của Elisa cũng như là hành trình tự xả hơi sau những ngày học mệt mỏi ở Đại học British Columbia, Vancouver, Canada. Ban đầu, gia đình của Elisa đề xuất muốn đi cùng nhưng cô gái trẻ lại từ chối với lời hứa sẽ báo cáo tình hình với bố mẹ mỗi khi đến một địa điểm khác. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2013, gia đình Elisa bỗng dưng mất liên lạc với con gái. Đó cũng là ngày mà cô đáng lẽ phải check out rời khỏi khách sạn Cecil ở Los Angeles. Sau đó, gia đình của Elisa đã gọi báo cảnh sát, nhưng cơ quan chức năng vẫn không thể tìm thấy cô gái trẻ ở khách sạn trên. Trong một đoạn video trích xuất từ camera an ninh của khách sạn, Elisa được nhìn thấy đứng trong thang máy và hành xử một cách lạ lẫm. Cô gái trẻ sau khi bước vào thang máy đã ấn nút của tất cả các tầng. Chưa dừng lại ở đó, khi thang máy dừng lại ở một vài tầng, Elisa đã thò đầu ra ngoài, nhìn trước sau rồi bước ra hành lang một chốc thì quay trở vào. Những giây cuối của đoạn clip, Elisa rời khỏi thang máy và đi về phía bên trái, tay quờ quạng gì đó. Thời điểm đó, thang máy không có ai ngoài Elisa. Đoạn clip này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ngày 19 tháng 2 năm 2013, 2 tuần sau khi đoạn clip trên được cơ quan chức năng công khai, một nhân viên bảo trì có tên là Santiago Lopez đã tìm thấy thi thể của Elisa bên trong một thùng chứa nước ở sân thượng của khách sạn. Trước đó, anh Santiago đã nhận được khiếu nại của khách lưu trú ở khách sạn về việc nước có mùi hôi và chảy yếu. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành đổ hết nước trong thùng chứa ra để có thể trục vớt thi thể của Elisa. Trước khi Elisa chết, có duy nhất một nhân chứng nhìn thấy cô, đó là người chủ của cửa hàng The Last Bookstore nằm gần khách sạn, Kathy Orphan. Người này nhớ lại rằng Elisa đã từng ghé qua cửa hàng mua một vài quyển sách và đĩa nhạc để làm quà lưu niệm cho gia đình. Kathy tin rằng Elisa vẫn có kế hoạch trở về nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Elisa từng dùng một vài loại thuốc, trong đó có thuốc trầm cảm để điều trị rối loạn lưỡng cực, nhưng không hề có cồn hay chất kích thích nào trong người cô. Cái chết của Elisa được công bố trên khắp các phương tiện truyền thông đã lập tức thu hút sự quan tâm của người dân nước Mỹ. Một vài dân mạng đưa ra giả thiết rằng Elisa uống thuốc trầm cảm quá liều nên dẫn đến tự kết liễu đời mình. Ngoài ra, mọi người cũng không loại trừ giả thiết cái chết của Elisa có liên quan đến vấn đề tâm linh dựa vào hành vi kỳ lạ của cô trong thang máy trước khi chết. Không ít người cho rằng cô gái trẻ bị bệnh tâm thần và giả thiết này được quản lý của khách sạn Cecil Amy Prince ủng hộ. Theo lời của Amy, Elisa khi vừa đến khách sạn đã được xếp vào loại phòng ở chung với người khác. Thế nhưng, những người bạn cùng phòng vì không thể chịu nổi những hành vi kỳ lạ của Elisa, nên kết quả là cô gái đến từ Canada buộc phải chuyển sang phòng đơn. Thế nhưng, dù cho Elisa có bị bệnh tâm thần đi chăng nữa, thì làm sao cô có thể chết trong thùng chứa nước kia? Bố mẹ của Elisa là ông bà David và Gina Lam đã đệ đơn kiện khách sạn Cecil nhiều tháng sau cái chết của con gái họ. Luật sư cho rằng khách sạn đã không làm tròn trách nhiệm là loại bỏ những nguy hại khiến khách lưu trú phải mất mạng. Sau đó, phía khách sạn cũng nộp đơn yêu cầu bác bỏ cáo buộc. Vụ kiện tụng diễn ra một thời gian dài trước khi thẩm phán kết luận rằng cái chết của Elisa là không thể dự báo trước và nó xảy ra ở khu vực mà khách không được tiếp cận. Sau đó, vụ kiện được khép lại. Cho đến tận ngày hôm nay, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Elisa và ai là thủ phạm gây ra cái chết của cô gái trẻ. Vụ án này vẫn tồn tại như một bí ẩn không lời giải đáp. Nhưng mỗi khi nhắc đến Elisa Lam hay khách sạn Cecil, người ta vẫn không khỏi rùng mình.
Stephen Bobrowski là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng nhất trong rạp xiếc Barnum & Bailey. Chương trình biểu diễn vĩ đại nhất thế giới là sự kết hợp của hai chương trình xiếc hàng đầu trên thế giới trong khoảng đầu thế kỷ 20. Một trong những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng nhất của chương trình là một người đàn ông có tên là Stephen Bobrowski. Ông còn được biết đến với tên là Lionel The Lion Face Man, người đàn ông có khuôn mặt sư tử. Trong khoảng thế kỷ 20, người ta ưa chuộng những buổi biểu diễn xiếc đến từ những người có vẻ ngoài khác biệt. Những nghệ sĩ này thường được gọi là quái vật huyền bí vì sở hữu những khuôn mặt hình dáng khác người. Bobrowski cũng không ngoại lệ khi toàn bộ cơ thể ông bị bao phủ bởi lông và tóc. Gánh xiếc Barnum & Bailey từng giới thiệu ông là người sư tử, và về sau ông nổi tiếng với cái tên Lionel The Lion Face Man. Những người điều hành gánh xiếc này đã từng bị tố cáo là lợi dụng sự khác biệt của người khác để buộc họ phải kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng gánh xiếc đã mang đến cho những người bị ruồng bỏ này một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Bobrowski là một trong số ít những người thực sự yêu thích sự nghiệp diễn xiếc của mình. Ông dành phần lớn cuộc đời mình để biểu diễn cho gánh xiếc Barnum & Bailey, đi lưu diễn khắp thế giới và trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả. Tuy vậy, không ai biết nhiều thông tin về người đàn ông này. Trong quyển sách có tên Connie Fox, Francis Homburger nói rằng trước khi Stephen Bobrowski là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, ông chỉ là một người mắc chứng bệnh hiếm gặp gọi là chứng hypertrichosis, bệnh người sói, bệnh ma sói. Hội chứng này khiến người bệnh mọc lông và tóc ở khắp nơi trên cơ thể, gây ngứa ngáy và đau rát. Bobrowski sinh ra ở Warsaw, Ba Lan vào năm 1890. Ngay từ khi sinh ra, cơ thể của Bobrowski đã có một lớp tóc vàng óng mượt bao phủ. Mẹ của ông cho rằng tình trạng của con trai chính là kết quả của việc phải chịu đựng người chồng giữ như sư tử, hành hạ mỗi ngày trong khi mang thai. Thay vì tiếp tục nuôi đứa trẻ có hình thù kỳ dị, mẹ của Bobrowski đã trao ông cho một nhà tài chính và doanh nhân địa phương có tên là Seth Meyer khi ông mới lên 4 tuổi. Nhà doanh nhân này ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng của Bobrowski và tìm cách đưa ông vào gánh xiếc. Năm 1901, Seth Meyer đưa Bobrowski đến Hoa Kỳ. Tại đây, Bobrowski đã được người của gánh xiếc Barnum & Bailey chú ý. Ông nhanh chóng được tuyển vào rạp xiếc lưu động. Tại đây, ông thực hiện những động tác nhào lộn và trò chuyện với khán giả. Trong 19 năm tiếp theo, Stephen Bobrowski đã theo rạp xiếc Barnum & Bailey đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Khác với vẻ ngoài có phần đáng sợ ở Bobrowski, ông lại là một người rất hiền lành và tử tế. Ông có khát vọng được trở thành nha sĩ. Nhiều người cho biết ông là người rất thông minh và có thể nói được 5 thứ tiếng. Không lâu sau khi trở thành công dân Đức năm 1932, Lionel đã qua đời. Theo báo cáo, ông không có vợ con gì. Mặc dù không có nhiều tin tức đáng tin cậy liên quan đến Bobrowski, nhưng một số người cho rằng mẹ của ông chưa bao giờ từ bỏ ông và bà chỉ để ông thực hiện ước mơ của riêng mình. Họ tin rằng bố mẹ của Bobrowski chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Một số người khác lại cho rằng Bobrowski thích vẻ ngoài của mình và cảm thấy điều đó làm ông trở nên thú vị hơn. Đã từng có một câu chuyện được lan truyền rằng trong một đêm khách sạn của Bobrowski ở New York bị cháy, ông là người đầu tiên chạy thoát thân. Người đàn ông có khuôn mặt sư tử bị cáo buộc rằng đã tuyên bố nếu tóc của ông không còn, ông sẽ chỉ là một người đàn ông bình thường. Dù thế nào đi nữa, câu chuyện về Lionel, The Lion Face Man vẫn là một điều bí ẩn với nhiều người.